Dạ, hiện tại thì đứng cạnh con đây là cô Tám, thì hoàn cảnh gia đình của cô hiện tại cũng gặp rất là nhiều khó khăn luôn, khi mà gia đình của cô là phải nuôi thêm 2 người con bị bệnh nữa. Dạ, nhưng mà được biết thì cái nguồn nước của cô sử dụng hiện tại vẫn là nguồn nước sông rất là ô nhiễm, thì gia đình cô cũng mong muốn có được một cái nguồn nước sạch để hỗ trợ để sử dụng, cho nên là ngày hôm nay con ghé thăm gia đình của cô nha. Dạ. Dạ, cô Tám ơi, cái ống nước này hồi nãy cô nói với con là của nhà mình hả cô? Của dưới đó hút nước lại đó. Dạ, là cái đường ống này thì cô dẫn nước từ dưới sông trực tiếp lên trên nhà. Dạ, rồi tắm mấy nhỏ đó. Dạ, vậy mình vô trong nhà hả cô? Dạ. Nhà đây, ở đó thì nó kéo dài vô trong này luôn. Kéo dài vô đây nè, đó cái ống nước nằm đây nè. Dạ, tại vì đi ngang mặt lộ cho nên là mình phải đào âm xuống dưới để em thôi là xe nó chạy nó bị bể ống. Đây, đây là cái đường ống mà từ ngoài kia dẫn vô. Đường ống này chị hay vô chung tư. Dạ, mô tô thì cô để phía trong ha. Cái mô tô này gia đình mình xài bao lâu rồi? Dạ, con chào chú. Lâu rồi, cũng nay cũng 60 năm rồi đấy. Ôi chàng ơi, nó cũng cũ kỹ lắm rồi nè. Nhà nó rất là cũ rồi, bây giờ nhìn nó cũng xuống cấp nữa. Nhiều khi nó cũng hư nữa. Nó hư ha, vậy là mình nó hư là mình bơm không lên nước hay sao cô chú? Mướn người ta sửa lại cái hoài vậy đó. Nhà cô chú bơm nước cho con thử coi thử là cái nước nó làm sao ha. Để chú pha ngàn xương nha. Cái này thì đỡ nè, cái vậy bữa nữa nó xả nước nước thuộc không à. Nhà đây. Rồi nước nó vô như vậy đó hả cô? Bật đi chú ơi. Bơm bật nước lên cho con coi với chú. Nước sụp ngào luôn. Ôi, cái nước cơm mình còn nước thuốc này kia. Dạ. Tại vì cái nước này là con thấy nó đã có cái màu đục rồi nè. Dạ. Với lại con nghe hình như nó có mùi xịn hả cô? Có mùi xịn. Dạ. Nước thì rất là dơ luôn. Dạ thôi được rồi. Rồi, thôi quá chèn dơ rồi. Cái gì đó. Rồi nhiều khi không thỉnh uống được nữa. Rồi vậy mình lên trên luôn đi hả cô? Uống không đông được. Dạ, chú ơi. Chú qua đây với con luôn nha. Ba cái thuốc sâu mà thuốc ốc á. Dạ. Uống không có được gì chứ con. Mỗi một lần uống đây nó hầu rồi nó còn bệnh á. Chú ngồi cạnh cô đi, chú ngồi cạnh cô đi. Dạ. Cái nước mà mình sử dụng ở dưới đó là hồi đó tới giờ luôn hả cô? Hồi đó đến giờ luôn, mình tắm thì nó ngứa lắm. Dạ. Cô chú cho con hỏi là năm nay cô chú bao nhiêu tuổi rồi? 56 tuổi rồi. 56 tuổi, còn cô thì sao? Cũng 56 tuổi ha. 56 luôn. Dạ. Trước đó thì con biết qua hoàn cảnh gia đình của cô chú thì cũng là có 2 người con là bị bệnh về vấn đề thần kinh. Dạ. Thì ngoài 2 người con này ra thì cô chú còn con nào khác nữa không? Không. Cái 2 đứa nè. Dạ. Rồi bây giờ thì lớn tuổi như vậy rồi đó, còn phải lo cho 2 người con như vậy thì cô chú có còn đi làm hay là kiếm thêm thu nhập ở đâu không? Bây giờ ngại lớn tuổi rồi kiếm đi bằng hồ kia nhiều khi cũng thất nghiệp. Dạ. Còn cô là phải ở nhà giữ hai anh cho nên là không phải đi làm được. Mà nó bệnh điện liền, đến chừng bằng hồ rồi bắt đầu là anh điện ra nó mới nhập viện mới về nay là năm rồi anh nhập viện 2-3 lần. Hết thằng này bắt đầu tới thằng kia tao nói tờ giết muốn chết luôn rồi. Dạ. Chứ quá chạy quải à. Rồi mình sử dụng cái nước ở dưới sông á thì nó dơ như vậy đó cô. Rồi mỗi lần mà tắm cho mấy anh hay là nấu nướng đồ đó rồi sao? Thì cũng nấu nước dưới sông à. Cũng là nấu dưới đó luôn. Vậy chứ mình đâu ở đây đâu có nước đâu, cây đâu xài. Dạ. Rồi bơm nước lên như vậy rồi mình có lóng vàng lại không cô? Lóng vàng mà nó cũng hôi xịn rồi. Hôi xịn ha. Mà bây giờ còn đã đỡ, còn ít bữa nữa là lóng nó hôi xịn dữ lắm. Dạ. Nước thuốc này kia, thuốc còn mình nấu rồi kia đã đỡ này kia nó xả xuống trời ơi đục ngầm luôn. Nhà con thấy tay chân của cô thì nó bị nổi mấy cái hộp này là tại vì do nước hay sao cô? Nước nè. Rồi mua thuốc sức ngứa nè. Dạ. Cô gãi cho nên là nó bị lủng lỗ tùm lum hết nè. Rồi cái ông này nó nhiều nè, ông này nó cũng vậy kia. Dạ, vậy là do nước nó ngứa nhiều quá rồi mình sử dụng mình không có chịu được ha. Dạ. Rồi nước uống thì sao cô chú? Cũng uống chứ sao? Uống với xong luôn. Chứ mình không có đổi nước ở ngoài. Không. Tiền bạc nghèo khổ này tiền có lo hay này không muốn. Nuôi nước xong rồi xài. Dạ. Mà nước ở dưới sông mà mình bơm lên mình lấm như vậy thì bao lâu nó mới trong cô chú? Thì lấm nó khoảng chừng tiếng hồ trong rồi. Nhà mình xoáy vòng rồi nó nhanh trong ha. Dạ. Rồi khi mà uống thì là mình nấu lại. Bắt nấu. Dạ. Nấu mà cũng hơi quá cô uống không nổi luôn. Rồi mình có uống nước nếp mua hay là sao không cô? Nước mưa gì hấm thì có trên nút nhà kia nó cũng lá cây kia nó rụng rồi không có dụng nó vậy giờ đâu có dám hứng đâu. Bụi rồi kia đó. Dạ. Vậy là cũng không có hứng nước mưa được luôn. Không. Dạ, nhưng mà cái nước đó mà mình nấu uống mà uống không được thì sao cô? Thì gắn uống rượu. Uống hoa lá này lát kia vô uống. Dạ, vậy là mình ông với mà phê mì nè, ông hơi khô cái sấy uống. Vậy là nấu nước xong rồi bỏ nó vô nấu chung luôn để mà nó khử cái mùi ha. Nhiều khi nó cũng chua ấy mà. Dạ, tại lóng vàng nhiều á hả cô? Ừ, với nước với xong mình nó cũng chua nữa. Dạ. Chua sẵn rồi. Dạ. Với tại mùa đó ta xả lúa nó ùn xuống. Ta xả luôn ra, còn cho cây nước không mừng hết sức luôn. Cá nhiều khi nó chết ta nói bèo trơn á. Cá. Ôi chàng ơi. Nó thuốc á. Hai chồng trong hoài bỉ. Một bãi gán à, chứ là sao vậy? Có cho không? Dạ. Rồi đồ đạc chén bát rồi là mình rửa trên nhà hay là mình đem xuống sông cô? Đem sông. Cô lớn tuổi rồi mà bưng cây cầu đó con thấy nó cũng dốc nhiều quá đó, rồi chặt ở dưới sông vậy nguy hiểm quá chừng luôn. Vậy thì sao vậy? Dạ, thì con thì ghé đây để mà thăm gia đình của cô chú thì cũng nghe được cái mong ước của cô chú là có được một cái nguồn nước sạch để mà sử dụng. Dạ, thì con cũng hy vọng là sẽ có một cái vị mạnh thường quân sẽ nhìn thấy hoàn cảnh của cô chú nào rồi sẽ hỗ trợ cho cô chú cùng với lại hai anh có được một cái nguồn nước sạch để mà sử dụng để mà lo được cho sức khỏe của mình để mà còn chăm sóc được cho hai anh nữa nha. Dạ. Cảm ơn. Thôi vậy cảm ơn luôn rồi. Dạ. Được hôn rồi cho được cây nước rồi hai chồng mừng hết chứ luôn. Dạ. Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì con đang có mặt tại gia đình của chú Tư Nguyên để mà ghé thăm hoàn cảnh gia đình của chú. Thì hôm trước thì cũng đã ghé qua rồi. Gia đình của chú hiện tại cũng đang thiếu nguồn nước sạch để mà sử dụng. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là vui mừng khi được mạnh thường quân đó là Nhóm Qua Từ Bi gửi tặng đến cho gia đình của chú một cái cây giếng nước sạch. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà để mà thăm gia đình của chú nha. Dạ. Con chào cô chú Tư ạ. Dạ, con nghe nói là cái cây nước giếng của nhà mình là làm xong rồi hả cô chú? Xong rồi. Làm xong rồi, bữa nay 3 bữa rồi. Dạ, đây con đứng vô con thấy cái máy bơm luôn nè. Dạ. Mình để bên hông luôn ha. Để đây là con dòm con thấy nè. Dạ, còn khoan là mình khoan phía bên kia hay sao chú? Phía bên đó. Dạ, con qua đó con coi cái ha. Khoan xong 3 ngày rồi hả cô? Dạ. Đó bên đây nè. Đó đây nè. Dạ. Khoảng này rồi mình đưa ống vô trong thì mình chuyền nước ra ngoài này mình xài. Hồi đó giờ là nhà cô không có xài nước hả cô? Không, cái gì đó. Chỉ xài ngoài này thôi. Dạ, bây giờ cô bơm nước cho con coi thử. Nước ở dưới nó dơ quá cô. Giờ nước bơm nước. Con thấy nước ở dưới sông này nó đen ngần rồi cô. Nó y như cà phê sữa luôn á. Nó đen thôi luôn. Dạ, nó xả ba cái nước thuốc ấy đó. Dạ. Thuốc ốc á. Nước mạnh quá. Trong gieo con ha. Dạ, phải mà có một cái ít nước sông thì con sẽ so sánh cho mọi người xem là nó sạch với lại nó trong cỡ nào nha. Dạ, tại vì nước giếng thì cái độ pH của nó sẽ không có bằng nước sông của mình đó chú. Dạ, mình xài một thời gian thì nó sẽ quen dần nha. Nhưng mà cái độ pH của nó thì xài vẫn rất là tốt cho sức khỏe luôn, không có sao hết trơn á. Dạ, nước thì rất là mát luôn cô chú ơi. Trong gieo hả? Cái này nó cũng đâu có mặn không đâu. Dạ, tại vì mình xài lâu thì nó sẽ đỡ cô. Dạ, vậy mình là vô trong ha. Hôm nay là hai người con của cô có khỏe không? Trời ơi, mới đi hồi bữa hôm đó đó, giờ cái tính dài là mới hết á. Dạ. Hai người. Đây đây. Dạ. Vậy con ngồi đây với cô chú luôn ha. Chú kéo cái ghế đó qua ngồi luôn đi, con ngồi đây luôn. Dạ, cô ơi, cô ngồi đây với con luôn nha. Dạ không sao đâu ạ. Cái xe của thằng đó nó không lấy, thằng khác bên. Dạ, tại người ta không có chỗ người ta gửi ha. Đi về Bình Dương này. Rồi nước bữa giờ xài cô thấy nước sạch không cô? Nước sạch. Dạ, mình xài vào những việc gì vậy cô hả? Cũng nấu ăn với thì cũng nấu ăn với tắm. Nấu ăn rồi tắm rửa. Rồi khi mà nấu cơm hay là rửa rau rồi đó là nó có bình thường không cô? Cũng bình thường vậy đó, nó cũng bình thường. Dạ, rồi cô xài thì cô có so sánh cái nước này với nước sông không? Nước này thì nó trong hơn. Thấy sạch hơn dưới sông. Sạch hơn dưới sông thì nó đục. Bây giờ mình có còn xài cái nước dưới sông nữa không chú? Cũng xài mà ít. Mình xài nước sông vào những việc gì? Bơm mấy cái lưu. Bơm mấy lưu cái dưới nước lu đó, bơm bên đó đó, lu bự đó để dành nấu ăn đó. Chứ mình không có nấu bằng nước này mà mình vẫn sử dụng nước sông để nấu hả cô? Nước dưới sông á thì mình bơm lên để uống. À, cái giờ nấu ăn thì nấu trong lu bự đó. Dạ cái này. Nước này nè, nước này bơm lên. Dạ cái nước giếng này thì cô dùng để nấu ăn. Tại vì cái vị của nó cô chú chưa quen cho nên là chưa uống được, nhưng mà vẫn uống bằng nước sông. Dạ. Dạ nhưng mà nước sông thì cô chú nhớ là nấu chín rồi hãy uống nha. Dạ. Dạ. Rồi cái này thì mình để mình nấu cơm. Dạ nấu cơm. À. Thì nấu cơm ăn cô thấy nó làm sao cô? Thì thấy nó cũng bình thường, nó cũng nấu canh được kia ăn đó. Dạ. À. Rồi mình có dùng nước mình tắm cho mấy anh không? Có tắm. Dạ. Bơm lên liền tắm liền. Bơm lên liền tắm liền. À. Dạ. Còn mấy anh có thích không cô? Nó cũng tắm, nó phải vậy đó. Nó không có ngứa gì chứ. Giờ dạ. Nó hết ngứa rồi. Bây giờ là không có còn ngứa nữa ha. Ừ. Rồi cô thì sao vậy này, tay chân của cô còn ngứa, còn bị nổi mẩn nữa không? Hết rồi nè. Dạ. Thấy nhà mình xài được nước thì con cũng mừng. Ừ. Không biết là cô có thể nói lại là con, hai người con của cô là bị cái gì không ạ? À? Nó bị động kinh với nó bị động kinh sốt bại liệt, bị sốt đó. Chị là bị động kinh với lại sốt bại liệt ha. Ừ. Dạ. Nó tật này kia gì đó. Dạ. Rồi hồi nhỏ đó mà ngại cô ơi, hai chồng luôn chết luôn, bỏ thí. Rồi tỷ đi nuôi thì bỏ thằng này nhà cho bà nội nữa nè. Dạ. Rồi hôm trước khi mà con ghé thì con thấy nhà của mình nó thì sử dụng cái nguồn nước ở dưới sông nó quá là ô nhiễm đi. Hôm nay thì ghé lại thì thấy có nước giếng thì cũng im rồi, thì cũng rất là vui cho gia đình của con chú luôn. Đậu quá. Dạ. Thuốc không? Tự xin tự rồi cái mùng muốn chết luôn đó. Vui không? Vui. Rồi có ngủ được không? Ngủ được. Dạ, ngày hôm nay thì con ghé lại con cũng chia sẻ cái niềm vui đó với lại gia đình của mình. Thì con cũng xin phép gửi tặng đến cho cô nha con ơi, gửi con đại diện con gửi cho cô nha chú. Dạ, thì con xin phép đọc lên các vị mạnh thường quân mà đã gửi cái giếng đến cho gia đình của mình nha. Dạ, nhóm Qua Từ Bi, mạnh thường quân thứ nhất đó là anh Ngọc và chị Dung gửi tặng 150 đô. Thứ hai đó là bà Quảng Thành gửi 100 đô, gửi tặng cái giếng số 32. Tổng cộng thì con đổi ra là 5,8 triệu, trong đó thì 4,5 triệu là tiền công giếng. Và sau đó thì có một cái phần quà để mà gửi tặng đến cho cô chú nè. Tại vì lớn tuổi rồi mà còn phải nuôi thêm hai người con bệnh nữa thì nhóm Qua Từ Bi rất là thương luôn, cho nên là cũng có dành cho gia đình của mình một cái phần quà nữa nha. Dạ. Dạ. Thì đây, ở đây con có một cái phong bì thì cô cầm nha. Đây con cầm giùm cô cái bảng cho. Dạ, cô mở ra xem giùm con ở trong là bao nhiêu nha. Cô lấy ra luôn đi con. Dạ. Đây con triệu 3. Dạ là 1.300.000 đồng của mạnh thường quân là nhóm Qua Từ Bi để gửi tặng đến cho gia đình của mình nha. Dạ. Dạ. Thôi cũng rất cảm ơn luôn. Dạ. Thôi cũng cảm ơn cô với chú đó luôn. Dạ không có gì đâu ạ. À. Thì cũng hy vọng là cô chú sẽ đỡ vất vả phần nào hơn nha. Dạ. Dạ thì có được cái nguồn nước sạch thì sức khỏe của hai anh cũng sẽ ổn định hơn, không có còn bị lên cơn hay là phá quậy thường xuyên nữa nha cô. Dạ. Dạ. Đây cái này thì chú treo lên ở đâu đó để mà khi mà mỗi lần sử dụng giếng thì mình nhớ đến nhóm Qua Từ Bi nha. Dạ. Dạ. Được vậy cũng mang ơn. Mang ơn cơ nha. Dạ không có gì đâu ạ. Chú đó luôn. Khổ quá trời cô ơi.